Rau diếp cá là một loại rau thường dùng để ăn sống. Rau thì có vị hơi tanh nên có nhiều người không thích. Tuy nhiên, giá trị chữa bệnh của rau diếp cá thì rất là lớn. Rau diếp cá hay còn được gọi với tên gọi đó là giáp cá, ngư tinh thảo. Và theo như bác sĩ Quỳnh Tấn Vũ thuộc Bệnh viện Đại học Y Dược Sài Gòn cho biết thì cây diếp cá có chứa tinh dầu với thành phần chủ yếu là aldehyde và dạng sức của nhóm xeton, có tính chất kháng khuẩn. Trong y học cổ truyền, rau diếp cá thì có vị chua tính mát và đi vào kinh phế. Diếp cá có tác dụng lợi tiểu, thanh nhiệt, giải độc, tiêu thủng và sát trùng. Từ lâu trong dân gian đã dùng cây diếp cá để chữa bệnh trĩ, mụn nhọt, trẻ con lên sởi, viêm phổi, viêm ruột, bí tiểu tiện và kinh nguyệt không đều. Theo như bác sĩ Vũ cho biết thì trên thế giới đã có những kết quả cho thấy thì chiết xuất từ rễ cây diếp cá có tác dụng lợi tiểu, làm mát, tiêu độc, chữa khó tiêu và điều kinh. Lá được dùng để trị bệnh kiết lỵ, bệnh lậu, bệnh về da, về mắt. Rau diếp cá có tính mát, thanh nhiệt, thải độc, lợi tiểu. Chính vì vậy có thể xem đây là một thứ rau gia vị làm sạch thận một cách rất tự nhiên. Những ai đang bị chứng đáy buốt, đáy dắt có thể dùng 20 gram diếp cá cùng với rau má và rau mã đề, mỗi vị là 40 gram, rửa sạch, giã nát, lọc lấy nước trong, mỗi ngày uống 3 lần, thực hiện một lộ trình từ 7 đến 10 ngày, bệnh sẽ hết khỏi và thận thì khỏe hẳn lên. Một số bài thuốc rất hay từ rau diếp cá. Đầu tiên, đó là chữa được bệnh trĩ. Hàng ngày chúng ta nên ăn sống rau diếp cá. Ngoài ra thì có thể dùng lá rau diếp cá nấu nước để xông và ngâm lúc còn ấm ấm. Và nó chữa được bệnh táo bón. Chúng ta sau khô 10 gram diếp cá, nấu với nước sôi khoảng 10 phút, uống thay trà mỗi ngày. Uống trong vòng 10 ngày sẽ hết bệnh táo bón và chữa sốt ở trẻ em. Chúng ta dùng rau diếp cá 30 gram còn tươi rửa sạch, giã nát. Thêm vào đó là nửa chén nước nguội đã được đun sôi. Và chúng ta sẽ cho bé uống một lần trong ngày, đồng thời lấy bã rau diếp cá đắp vào thái dương của bé. Chữa kinh nguyệt không đều thì có thể dùng rau diếp cá là 40 gram, ngải cứu 30 gram. Cả hai đều dùng tươi, rửa sạch, diếp cá và ngải cứu. Chúng ta sẽ lọc bằng nước sôi để nguội. Lấy một chén nước thuốc uống làm 2 lần trong ngày. Hãy uống liên tục 5 ngày. Trước thời kỳ kinh nguyệt là 10 ngày, cảm thấy rất là hiệu quả. Chữa được mụn nhọt, sưng đỏ, chúng ta cũng có thể ăn rau diếp cá sống thường xuyên và lấy rau diếp cá giã nát đắp vào nơi mụn nhọt. Chữa bệnh viêm tay giữa cũng rất đơn giản, dùng lá diếp cá khô 20 gram, táo đỏ 10 gram, sắc cùng với 600 ml nước, còn lại 200 ml chia làm 3 lần uống trong ngày. Chữa viêm phế quản, rau diếp cá, cam thảo đất, mỗi thứ là 20 gram, sắc đặc, uống dần trong ngày. Và đặc biệt chữa bệnh sỏi thận thì chúng ta dùng là 20 gram rau diếp cá, 15 gram rau diệu, 10 gram cam thảo đất, sắc uống ngày một thang, uống trong vòng 1 tháng. Và cũng có thể dùng là 100 gram diếp cá sao vàng, nấu với 1 lít nước sôi, uống thay nước hàng ngày, uống liên tục 2 tháng thì sẽ chữa được bệnh sỏi thận. Chữa được mụn nhọt, sưng nóng và đỏ thì chúng ta dùng là 12 gram diếp cá giã nát đắp vào nơi mụn nhọt rồi băng lại. Ngày thực hiện 2 lần, làm trong 3 ngày, mụn nhọt sẽ đỡ sưng đau một cách nhanh chóng và chữa được vú sưng đau do tắc sữa. Chúng ta có thể dùng 25 gram diếp cá khô, táo đỏ là 10 trái, sắc cùng với 3 chén nước, còn lại 1 chén chia 2 lần uống trong ngày. Hãy uống liên tục 5 ngày. Chữa đau mắt đỏ thì chúng ta dùng 35 gram diếp cá rửa sạch, tráng qua nước đun sôi để nguội, rồi để ráo nước giã nát ép vào 2 miếng gạc đắp lên mắt sưng đau trước khi đi ngủ, thực hiện trong vòng 5 ngày.